Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay là sáng thứ sáu, chúng tôi bắt đầu với tất cả những phần tin tức mà có thể nói rất là nóng bỏng ở tại Iraq. Và đây là một trong những sự kiện có thể nói tất cả các hãng thông tấn, các đài truyền hình sáng nay đều như hầu hết nói đến cái chết của thiếu tướng tư lệnh lực lượng Quds của tại Iran. Và bây giờ thì chúng ta nói đến thị trường kinh tế sau khi cái chết của ông tướng Somali bị đưa ra và tình hình có thể nói ở Trung Đông căng thẳng. Thì chắc là quý vị biết là giá dầu thô đã tăng lên 4% ngay khi Mỹ tuyên bố là sẽ tiêu diệt tướng Somali trong một cuộc không kích vào sáng hôm qua. Giá dầu thô Brent tăng gần $3 lên mà có thể nói tăng lên đến bây giờ là $69 một barrel, mức cao nhất từ tháng 9 năm 2019, và tất cả các cơ sở lọc dầu Aramco của Saudi Arabia bị tấn công. Chắc là quý vị biết năm 2019 thì một cơ sở lọc dầu của Aramco đã bị tấn công và giá dầu tăng, nhưng đến bây giờ thì giá dầu lại tăng cao hơn. Trong khi đó, giá dầu của West Texas Intermediate, có tên là WTI của Mỹ cũng tăng $1.76, tuy nhiên là 2.9%, lên mức là $62.94 một barrel dầu. Chắc chắn Iran sẽ có động thái trả đũa bằng cách nào đó. Họ sẽ không đối đầu trực diện với Mỹ, thay vào đó họ sẽ tìm cách tấn công các chầu chở dầu của Saudi Arabia hoặc có thể là các nhà máy lọc dầu. Đây là một trong sự kiện mà có thể tạo nên một cái tình hình khó khăn về kinh tế, cũng giống như tất cả những rủi ro kinh tế có thể xảy đến cho nhân loại. Chúng ta cũng hy vọng chờ đến một trong cái bản thỏa hiệp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ được ký kết vào những ngày tới đây. Tuy nhiên, sự kiện Iran liệu có đình chỉ và làm cho cái bản thỏa hiệp này không được công bố hay là không? Đó là một câu hỏi mà rất nhiều nhà ngoại giao và những nhà theo dõi vấn đề kinh tế hiện nay đang bàn tán rất nhiều. Những rủi ro về nguồn cung cấp cũng gia tăng ở Trung Đông, và chúng ta có thể thấy rằng tình hình leo thang căng thẳng một cách mà có thể nói khiến nhiều quốc gia ở trong khu vực phải gánh chịu rất nhiều. Giá vàng trên thị trường thế giới hôm nay cũng tăng 1%, mức tăng cao nhất trong 4 tháng qua. Đó là một vài tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến sau một trong những cái sự kiện gọi là không kích để giết chiến một vị tướng của Iran. Bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại Hoa Kỳ trong những ngày gần đây sau cái cuộc nghỉ dài của các vị dân cư đã trở về địa phương, thì hôm nay họ bắt đầu trở lại Washington DC. Việc trước tiên chúng ta nói đến đó là vấn đề luận tội của Tổng thống, và bây giờ thì vấn đề luận tội của Tổng thống sẽ diễn biến như thế nào? Và hôm nay Thủ tướng đa số là Mitch McConnell đã dự kiến sẽ có bài phát biểu vào năm 2020, và trong đó ông sẽ cố gắng xác định giai đoạn tiếp của những câu chuyện về vấn đề này, và ông ta sẽ cắt bỏ công việc của mình. Và các tài liệu công bố cho rằng hôm qua lệnh của tòa án cho thấy quan chức từ văn phòng quản lý và ngân sách sẽ tuyên bố rõ ràng Tổng thống Trump là người trực tiếp ra lệnh đóng băng viện trợ for Ukraine. Kính thưa quý vị, nếu tất cả các tài liệu của tòa án đưa ra có bằng chứng rõ ràng là Tổng thống Donald Trump ra lệnh đóng băng, đóng tiền viện trợ cho Ukraine, thì đây là một trong những trở ngại khó khăn cho các thành viên của Đảng Cộng Hòa. Tiết lộ này sẽ khiến các thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng viện khó bảo vệ cho Tổng thống Donald Trump như lúc trước. Có thể nói đây là một phiên tòa sẽ được diễn ra tại Thượng viện bất cứ khi nào, điều này cũng có thể xảy ra. Bây giờ chúng ta nói đến bà Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi vẫn chưa gửi hai bài luận tội cho Thượng viện. Điều đó có nghĩa là toàn bộ quá trình bị đình trệ khi bà cố gắng gây áp lực để ông McConnell đàm phán về các điều khoản của một phiên tòa sẽ diễn ra một trong cái thời gian ngắn tới đây tại Thượng viện Hoa Kỳ. Câu chuyện dài ngắn, Đảng Dân Chủ muốn gì và gọi các nhân chứng của chính Nhà Trắng ra để làm chứng, Đảng Cộng Hòa thì không muốn làm như vậy. Cái điều cốt lõi ở đây là, kính thưa quý vị, là Đảng Dân Chủ và muốn có 4 thành viên làm việc tại White House cũng giống như làm việc thân cận với Tổng thống Donald Trump sẽ là những người nhân chứng ra điều trần tất cả các phiên xử ở tại Thượng viện. Nhưng trong lúc đó thì Thượng viện với nắm đa số là những thành viên của Đảng Cộng Hòa, họ chỉ muốn xử chỉ có trong một ngày và không cần phải có những cái nhân chứng. Và điều này tạo nên việc trước tiên là hai bản luận tội của bà Nancy Pelosi chưa chịu đưa gửi đến Thượng viện để kéo dài cái thời gian thuyết phục ông McConnell phải làm tất cả những gì mà Đảng Dân Chủ đòi hỏi, đó là vấn đề nhân chứng.
Trong lúc đó thì Đảng Cộng Hòa cũng đang lo ngại về vấn đề một thành viên của Đảng Cộng Hòa có thể họ đang đối diện với một cuộc tranh cử sắp tới tại địa phương, và nếu họ không làm đúng theo những cái gì mà người dân địa phương mong muốn, đó là vấn đề cần phải có những người nhân chứng ra luận tội. Hiện nay thì trong số 53 vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa thì có tới 3 vị có thể nói sẽ thiên về Đảng Dân Chủ và có thể bằng lòng để tất cả các nhân chứng ra điều trần tại Thượng viện. Nhưng con số 3 thượng nghị sĩ cũng không đủ để làm áp lực và đưa đến một cái kết quả là những nhân chứng sẽ ra điều trần, vì 47 thành viên của Đảng Dân Chủ cộng thêm 3 thành viên của Đảng Cộng Hòa thì chỉ có 50 và 50. Thì chắc quý vị theo dõi tình hình chính trị tại Hoa Kỳ thì quý vị biết khi mà tại Thượng viện con số 50-50 thì vị Phó Tổng thống, cái phiếu của Phó Tổng thống sẽ là một trong những cái phiếu và là quyết định về vấn đề được đưa ra điều trần. Thì chắc quý vị cũng đã có câu trả lời, ông Phó Tổng thống Mike Pence sẽ bỏ phiếu cho phía bên nào. Bởi thế Đảng Dân Chủ cũng đang lợi dụng thời gian kéo dài và có thể rằng họ vận động để có được một vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa bằng lòng về vấn đề đưa nhân chứng ra luận tội. Thì chắc chắn quý vị sẽ hiểu rằng khi đưa 4 nhân chứng ra luận tội, một trong những nhân vật chủ chốt đó là ông John Bolton, một trong những vị đã từng đảm nhiệm chức vụ cố vấn an ninh cho Tổng thống Donald Trump, sẽ có những cái lời nhận xét và những cái nhận định về những tin tức có thể làm ảnh hưởng đến Tổng thống Donald Trump rất nhiều. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là có thể, và chúng tôi chưa biết được tất cả những gì ông John Bolton sẽ định điều trần trước Thượng viện. Tuy nhiên phía Dân Chủ thì họ hy vọng và họ biết rằng ông John Bolton sẽ phải nói tất cả những gì đã xảy ra tại White House. Và chắc quý vị nhìn lại xem quá trình của Tổng thống Richard Nixon vào năm 1974, khi mà tất cả các áp lực của phía Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đưa ra thì cuối cùng Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Đến bây giờ liệu tình trạng đó có thể xảy ra một lần nữa hay không? Chắc chắn có ai có câu trả lời, nhưng tất cả mọi người đều biết kỹ vây của gây quỹ của Tổng thống Donald Trump càng ngày càng gia tăng một số lượng tiền rất lớn. Tổng thống Donald Trump có thể nói vẫn tiếp tục những cái cuộc vận động tranh cử ở khắp các tiểu bang, và hình như tất cả những người dân Mỹ họ vẫn hài lòng về đường lối kinh tế. Và gần đây nhất thì sáng nay quý vị thấy một cái cuộc không kích và giết chết vì một trong những cái người gọi là thành phần khủng bố gọi là tối cao của Iran sẽ tạo nên một cái tình hình chính trị khủng hoảng tại Trung Đông. Liệu chúng ta có thể thay ngựa giữa dòng vào những cái lúc mà chúng ta cần một vị lãnh đạo có thể nói đủ quyền lực và đủ khả năng để đưa quốc gia Hoa Kỳ trong những cái giai đoạn khó khăn này hay không? Đó là một câu hỏi mà tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đang mong đợi. Và chắc lẽ vấn đề luận tội tổng thống có thể nó sẽ không ảnh hưởng nhiều khi tất cả những tình hình căng thẳng ở tại Trung Đông càng ngày càng gia tăng. Đó là một vài nhận định mà tất cả các báo chí sáng nay kể từ tờ New York Times cho đến từ Washington Post, cũng giống như tờ Boston Globe, cũng giống như ở Chicago và đặc biệt là tờ LA Times đều nói đến vấn đề luận tội tổng thống có thể sẽ đi đến một cái ngõ bí, đó là ngõ tắc, và trong đó thì Đảng Cộng Hòa sẽ giành chiếm đa số và chúng ta tạm xem như vấn đề luận tội sẽ không ảnh hưởng đến Tổng thống Donald Trump nhiều trong tương lai. Đó là một vài sự kiện tin tức mà sáng nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị vào những ngày cuối tuần. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái sự việc rất là quan trọng, đó là một trong những nhân vật chủ chốt, đó là ông Jeffrey Epstein, là một trong những nhà tài phiệt đã bị thắt, là ông ta là bị cáo buộc là đã tự vẫn ở trong tù tại New York, một cái nhà tù có thể nói kiên cố và đầy đủ người giám sát 24/24. Thế tại sao sự việc này lại đưa ra và hồ sơ xác này đưa ra như thế nào thưa Nhi Viện? Thưa quý vị, Jeffrey Epstein trở lại đây là một vị tỷ phú 66 tuổi đã bị buộc tội lạm dụng tình dục của những cô gái ở tuổi vị thành niên, và anh ta có mối quan hệ với một số người giàu và những người quyền lực ở trên nước Mỹ và thế giới. Và ông ta đã tự tử chết ở trong tù vào tháng 8 tuần trước, vào năm trước, và theo cơ quan kiểm tra của New York đã phán quyết rằng ông ta đã treo cổ tự tử. Nhưng vào sáng hôm qua, theo báo cáo của 60 phút của một tờ báo cho biết rằng là ông ta đã chết vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng, và một bác sĩ giải phẫu pháp y là bác sĩ Michael Baden, là anh trai của Epstein, đã điều tra về vấn đề này của ông ta thì nói rằng là theo quan sát của khám nghiệm tử thi thì Jeffrey Epstein đã chết vào 4 giờ 30 sáng. Nhưng vào theo bản báo cáo thì cho biết là 6 giờ 30 sáng. Ồ, đây là một có sự chênh lệch 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ bản báo cáo thì cho biết rằng Jeffrey Epstein đã chết vào lúc 4 giờ 30 sáng. Nhưng mà cái bản báo cáo thì lại chết vào 6 giờ 30. Vâng, người ta vẫn
thấy là ông ta còn thở vào 6:30 nhưng mà cái chết là 2 giờ tiếng đó đã chết rồi. Thế làm sao chết rồi thì còn thở được vào lúc 6:30? Chắc cái này phải hỏi bác sĩ Michael Đạo với là bác sĩ Nguyễn Quang Liên mới được trong cái chương trình y tế. Tại vì chắc là quý vị cũng thấy cái vụ chết này nó mang nhiều cái bí ẩn. Chắc quý vị biết là ông Andrew, một trong những vị hoàng tử của Anh, đã có những cái sự liên hệ mà đến bây giờ cũng làm cho nước Anh gọi là rất lo ngại về những cái tin tức này. Bên cạnh đó thì sáng nay một trong những vị dân biểu ở tiểu bang New York đã cũng bị bắt vì lái xe có thể nói DUI khi ông đã từng tuyên bố đã uống thì không có lái. Đây là một cái sự kiện cũng có thể gây nên một trong những cái tình trạng mà vị dân cử này sẽ gặp nhiều rắc rối trong tương lai. Đặc biệt là Việt Nam chúng ta hôm qua đã bắt 3 cái container hàng Trung Quốc gắn nhãn, gắn cái lợi nhát mát Việt Nam. Và chắc quý vị biết Hoa Kỳ ngày hôm nay đang quan tâm đến vấn đề tất cả các hàng Trung Quốc đem qua Việt Nam xuất khẩu và mang cái mát của Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện có thể nói cũng là làm cho người ta lo ngại về tình hình xuất khẩu tại Việt Nam sẽ mất cái sự tín nhiệm hoặc là bị trừng phạt bởi Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với Như Hiền và Đoàn Trọng qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.